vậy? Ủa, xin hạnh con gái kìa, nãy giờ xin bị khùng hả xin? Trời, tự nhiên bị biến hạnh gái rồi. Ôi, cái gì vậy? Trước khi bắt đầu video này, các bạn hãy nhớ để lại một like cho mình nhé. Và một subscribe nữa. Và tất nhiên là cái chuông rồi, để thông báo những cái video mới nhất cho mình nhé. Ok, thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Ôi sao mình ngủ đây rồi? Ở thấy kệ đi, hôm qua mình ngủ đây mà để tránh thằng Xin kia. Không được. À, trời sáng quá. Thôi à, đi xuống. Trời da đen hết rồi. Nhiều chạy quá, da đen quá. À, đi xuống rửa mặt nè. Đi xuống. Ô, thằng Xin, đi đâu hả? Xin, đừng là ta là rapper. Đi ra. Không có cho Xin vô đây. Ôi, cho Xin tự ý vô nhà nấp nhà hãy. Thì ta thích. Lấy không? Giờ Xin ra đây. Thôi Xin này. Không. Ở cho mà giận Xin rồi. Cho anh vui không? Không. Không ai giận Xin rồi, Xin cho anh hơi quá đáng á, giận Xin rồi. Bây giờ là mày cho anh tao luôn á. Không. Cái khác mà Xin cho anh ra Xin nha. Mày cho tao rồi. Cho đi nghe đi. Nghe đi. Không. Ngay nhau. Em đi nhau. Nếu phải cầm cái này Xin mới sợ nè. Ôi, hình như quá ngại. Rồi, xin rồi. Đi không? Có đi không? Tính gì? Đi à? Kẻ đâu? Ôi trời. Đi à? Chạy đi. Chạy vô rừng hả? À, chạy vô rừng rồi. Thôi chạy, cũng để mình bình yên chút. Chụp ơi, thôi đưa quay lại. Đi. Đi. Mà ra cái gồm cũng đỡ được tin. Đi hoài vậy trời, kia kìa. Đi không đi. Mệt quá. Đỡ Xin mệt quá, giờ ngủ tiếp rồi. Giờ cái gồm cũng được bình yên rồi. Cái gì quay lại đi vậy? Trời, đi. Mệt quá, đi ngủ. Giống anh tao hả? Ủa cái thằng này tính ra mày đi không nhìn đường á. Vậy mày sao? Tao đi lại mày đi trong cây mày đi ra rồi mày nói tao à? Ờ vậy mới nói chung là. Ủa thằng này láo chứ ha. Giờ sao? Đánh lộn không? Chơi. Mạng tao mạng thích ra cầm cây suốt. Ơi mày ơi, ê tao thấy mày quen lắm. Tao chứ ai mày không quen. Tao nổi tiếng địch trai nhất thế giới thì không quen thì ai quen nữa. Mày có thằng bạn tên là thằng Nút không? Không, tao có thằng ngu chứ không có thằng Nút. Ok, vậy hôm bữa ơi. À, hay lắm. Tự nhiên hôm bữa thằng Nút nó ăn trộm bánh quy của ta. Giờ ta có thể trả thù được rồi. Mày bị điên hả? À, đó là giọng cười ma ác của tao, hôm mệt quá. Giờ nha, mày đứng yên một chỗ không? Ta cho mày bánh quy. Ta cho mày kẹo. Nhà có cho mày muối à? Đó, đứng yên chỗ đi, rồi. Chuẩn bị nha, đứng yên chỗ nha. Sao? Hà lung bà là đột lắm. Tôi là ai? Tôi là ai? Cực bà này. Đám cưới hả?
anh ơi. Đám cưới gì? Cái gì vậy? Trời. Ủa cái đó là cái gì hả? Này là thôi, đi nhà bye bye. Ủa cái gì? Cái đó là cái gì? Mà cái đó là cái gì? Thiệp. Thiệp, thiệp. Ủa thiệp gì á? Thiệp đám cưới. Ủa đám cưới ai? Cái anh với em đó nữa. Cái gì vậy? Trời cái gì vậy? Ê từ 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 từ. Đơn. Rồi xong luôn. Cái mình không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra luôn á các bạn. Rồi xong phải đuổi ăn xin mới được. Rồi mà coi. Hình như là thằng xin nó bị gì rồi. Giờ sao đây? Trời mình vừa nói miếng nó có hết hiệu dụng không nữa chứ. Nhìn nhìn nó bị gì ấy các bạn. Thôi chắc đây chỉ là giấc mơ thôi. Mình phải nằm ngủ. Giấc ngủ. Cái gì vậy? Ôi cái gì vậy? Trời ơi Xin. Xin. Mẹ ơi Xin. Trời. Trời. Trời ơi. Quay lại đây. Đi. Trời ơi. Trời chứ gì? Con trai biến hình gái. Trời. Trời. Đeo luôn cái. Ủa mà đây là đâu vậy? Đây là tiệc cưới của chúng mình đó. Cái gì? Mình mặc đồ gì nè? Trời mình. Trời cái gì cây ơi? Rồi sao? Đây không phải là mơ. Đây không phải là mơ, đây là thật rồi. Rồi giờ sao? Xin, thức tỉnh đi Xin. Mày gì vậy? Trời ơi, quá trời người luôn trời. Trời ơi. Gì vậy? Em thề là em ghét nhỏ này cực luôn nè. Nhỏ gì? Sẽ tiếp bà nhỏ gì? Ê? Nhỏ này là nhỏ nào? Không biết, kệ đi. Gì sao nha? Ủa giờ đi đâu nữa? Hôm nay làm nào? Kệ đi, giờ đi đâu? Hai, em không biết ta. Nè. Vậy, tiếng anh này, trời, tiếng hấp miếng trà. Trời, anh có gì không? Anh tham dự đám cưới bây giờ nghe nói có trà miễn phí nên... Hiểu rồi đó. Cái gì vậy trời? Anh vậy cũng tham gia luôn hả? Anh chán này kỳ quá tâm. Anh cũng không quan tâm giới tính thứ ba đâu nên đừng lo. Ủa cái gì vậy? Này không phải em nha, không phải em. Cái gì vậy? Cha. Ủa chị ơi. Ủa sao chị làm sao sư? Ủa như chị hả? Mày là mẹ. Cái này là mẹ sứ mà. Đúng rồi. Xin mời chị làm mẹ sứ để đám cưới cho hai đứa mà. Ủa gì kỳ á? Ủa sao? Không phải em đám cưới với Xin à? Xin tự quyết định không phải em. Gì kỳ á? Thôi ôi chết rồi chết rồi. Bà lễ hai đứa đứng ra đúng không? Cái gì kỳ á? Ok. Gì kỳ? Ok xin chào các bạn đến với đám cưới của Xin và Nước. Không sao rồi. Cái gì vậy? Ok mở lời đầu cho hai cặp nhân đại yêu này thì tôi xin hỏi cô dâu trước, cô có đồng chấp nhận Núp làm chồng mặc dù bận tật hay là khó khăn, cô có đồng Núp làm chồng không? Đừng có tao là đáp vợ ai cả. Ok còn Núp dù có bận tật hay là gì vậy? Tôi hết chào cho tôi xin cái nữa. Cảnh anh bị trời. Trời này Tiếp tục. Lộn Núp. Mặc dù khó khăn hay là gian nan, đấy em cũng chấp nhận. What the? Ủa em ơi đừng đây nhá. Em có chấp nhận làm vợ không? Đây nhận cưới này. Đi cây á. Trời sao luôn. Thế cả trời. Thế hai đứa có đồng ý làm vợ chồng không? Không. Trời ơi kỳ cây à. Baby thì chúc mừng hai đứa là vợ chồng. Cái gì vậy? Chưa mà. Đi đâu á? Ủa? Gì vậy? Ủa xem sao vậy? Gì vậy? Ủa xem gì vậy? Rồi. Ủa gì? Tao này ai? Ủa Xin tức tỉnh lại hả Xin? Cái gì vậy? Ủa Xin thành con gái kìa. Nãy giờ Xin bị Xin
khùng hả Xin? Trời, tự nhiên bị biến thành gái rồi. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Xin! Ê, mọi người còn chào không vậy? Tôi hết nữa rồi. À, còn tí nè. Yeah, phá đi nè. Dài xong rồi, xong. Mọi người ơi, tôi hết gà rồi. Yeah, Xin của ta đã quay trở lại rồi. Bám đây. Bám đây, đúng rồi. Đúng rồi, Xin. Xin chính là đây mới đúng, không phải là Xin kia. Anh cái thì đi cái đồ của nước cũng có gì đây thôi. Mà các bạn nhớ tới đi. Mọi người có biết mọi người đã giết gần hết rất là nhiều người không vậy? Ở mặc dù còn sống luôn á. Ủa gì kì. À thì video của Núp này cũng có nhiều đây thôi. Mà các bạn nhớ thích nè, chia sẻ nè, đăng ký nè. Và đừng quên hãy qua channel của Xin nè, cũng như Hiyatabi, chị Jimmy nè, anh Jack nữa nè nha, anh Jack VS nha. Còn video cũng có nhiều đây thôi. Tạm biệt các bạn nha. Xin đừng phá nữa.